Happy birthday, JD. Baby, what were you? You are 103. Kissing time. Honey, show mommy what you learned about Godzilla and King Kong. That's got your King Kong, baby. I built the little one. Nothing yet. Man, I built the box one, and then Dad just smashed it. Oh, con xây cái hộp xong rồi ba làm nó đang ngang cái hộp ngã hả? Yeah, man. Because I was Godzilla and she was King Kong. Ồ, vậy hả? Yeah. Dạ, Ngọc. But Dad. Dạ, Ngọc ơi. Nó trời ơi, Dạ Ngọc. Hôm sáng giờ không chưa đỏ. Hôm sáng giờ không chưa đỏ. Đó. I'm sorry. Mommy. Growl at her like you're Godzilla or King Kong. Go rawr. Mommy. Kissing time. Không bụng mấy ngày, không bụng mấy ngày. No, that's not good. Thôi, đừng thầm quá, đừng thầm. I'm gonna kiss you. Oh, now you're gonna kiss me? Okay. I can kiss my dog. Rồi bây giờ con mẹ nằm xuống. Bây giờ mẹ nằm xuống rồi con hôn mẹ nha. Hôn mẹ đi. Okay. Dino. Now your turn to kiss me. No, mom. Ủa sao vậy? Let's play hide and seek. Oh, chơi hide and seek bao. Yeah. Chung. Cái gì con? You hear me, mom? You hear me out there? Yeah, you hear her? Yeah. We were playing and then she said, "Daddy, stop." And I said, "Okay, I'll stop." Mm-hmm. But she said, "Don't leave." So I started looking at my phone. Okay. À, là ba vô ba chơi với con mà con không muốn ba chơi rồi mà con muốn ba chỉ ngồi đây nhìn con chơi thôi hả? Đúng không? Apparently I was singing really. Dạo này là rất là khoái vô cái phòng này nha, là cứ sắp mấy cái con này ngồi chơi miết cái con này vậy đó cô chú ơi, ngồi im lặng chơi trong vòng cả tiếng đồng hồ luôn á. Con ta bây giờ biết cách sắp xếp rồi đó, chứ không phải đừng ai á con đang sắp xếp con gì á? Con này chắc là ăn đặc. Sao? Ok, xin lỗi. Ờ. I come on your bua. A bua? Yeah. You're funny. Con xin lỗi mẹ, có cái chữ đó là nó lẹ nhất hả? Lú. Cô chú coi, đồ chơi chơi á. Giờ đứng lên nó đang cho cứ đặt xếp lên miết vậy đó. Đặt hết con này tới con kia, con đó tên gì vậy? À, ăn cái tên con đó là tên là Christopher. Christopher. Don't record me. Hả? Don't record me, just see me building. Làm sao? Just see me building out the test. Stop, mommy. À, con không muốn mẹ quay con hả? Yeah. Sao vậy? Just play by yourself. Làm sao? À, con chỉ muốn mẹ ngồi nhìn con chơi thôi hả? Chứ không có quay phim con hả? Mommy, no, go away. Hả? Go away, mommy. Vậy cũng muốn mẹ đi hả? Tại sao con lại làm? Bây giờ mẹ bỏ cái camera xuống nha. Rồi mẹ cho mẹ ngồi đây không? Ok, vậy là bỏ camera xuống là được ngồi đây ha. Ok. Bỏ camera. Con nói mẹ ơi. Mẹ bỏ máy quay xuống. Mẹ bỏ máy quay xuống đi. Nói đi con, mẹ bỏ máy quay xuống đi. Thôi không nói thôi mẹ quay tiếp. Không có nói thôi, không nói là mẹ quay đó. Mẹ bỏ camera xuống đi. Mẹ bỏ camera xuống đi nè. Rồi chơi với con thôi. Chơi con thôi. Ok, rồi bỏ liền. Oh, wow, con đang làm gì vậy? Con ăn bu đi. I'm sorry. Con nói tiếng gì coi? Mẹ xin lỗi mẹ. Xin lỗi sao? Con ok. Mà từ sáng giờ mẹ đi con có nhớ mẹ không? Bua. À, rồi bây giờ con build cho cô chú coi cái có build cái hành trình của con coi. Một lần nữa thôi nha. Ok. Rồi xây lên cho cô chú coi coi. Nó thích xây nhà lắm. Á trời sao cái miệng nó mới uống cái sữa sô cô la xong đó cô chú, có uống ướt áo luôn kìa. Cái sữa sô cô la đó là nó có cái chất mà tăng chiều cao á. Bữa nào nó uống cái Ngọc quay lại cho coi. À,
thấy chưa, thấy đâu Bill chưa, nó khoái Bill này lắm đó, hiểu chưa, này Bill chuyên nghiệp lắm. Coi kìa, cái lỗ tai của cô kêu mua cho nó, nên để đằng đó kìa. Hồi sáng này là con với ba đi đâu vậy hả? Hả, mẹ đi rồi con với ba đi đâu à? Có đi mua đồ chơi không? Nhà không hả? Na. Ồ, ice skate ở ngoài đó đó hả? Trượt băng đó hả? Thôi mệt quá đi thôi nha. Đó, giờ nó làm thành cái hộp đó nữa, cô chú thấy chưa? Để. Cái hộp. Hình tam giác. Lớn lên. Hình gì? Hình tam giác. Một chút nữa mẹ cho con ăn bánh canh. Dăm. Chứ con ăn gì? Mẹ. Sao con? Mac and cheese. À hồi nãy con ăn mac and cheese hả? Mac and cheese. Đó, giờ nó bill nữa nè, cô chú thấy chưa? I call you Audrey. Ủa hôm qua đi khám mắt bác sĩ nói gì quên rồi. Hả? Bác sĩ nói mắt làm sao quên rồi. Bác sĩ nói mắt là phải đeo kiến phải không? À con có kiến rồi hả? Trời ơi con thấy kiến. Mà hôm qua con lựa cái kiến, trời ơi, khi mà mở nguyên một cái hộp kiến ra hả, nó lựa cái kiến màu tím giống vậy nè. Cái bụng rồi, cái bụng nó. Hay bùa. Nó nhà là nó không có muốn mà hả cột tóc cột tai lên vậy cô chú. Vậy đó, vậy là khỏe nhất của nó rồi đó. Một chút nữa ăn uống xong cái là đi tắm. Tắm xong cái chơi tiếp cái tối nó, cuộc đời nó là vậy thôi. Trời ơi nó build lên hay chưa cô chú. Build nhà cao tầng, mua mốt xây nhà đẹp cho mẹ ở nha. À cái nhà này nhỏ quá, nhưng mà mẹ nó mua mốt con lớn lên á. When you get older, con xây cho mẹ cái nhà bự mẹ ở nha. Nhìn thẳng. À con không xây nhà cho mẹ ở luôn hả? Trời ơi vậy rồi nhà đâu mẹ ở? Cái nhà này, mẹ biết cái nhà này nó nhỏ, nhưng mà mẹ nói mốt con lớn lên á. Nó chưa có hiểu mình nói gì hết á. Nó tưởng là mình kêu nó xây cái căn nhà này cho mình ở. Nó nói cái nhà này nhỏ với mẹ lắm. Mà nó chữ nhỏ nó không có nói, nó nói ngược không, mà nó nói chữ lớn. Mở cửa ra. Ủa mà sao vẽ gì mà vẽ cho cái mặt tùm lum vậy? Con làm con vẽ mặt con tùm lum kìa. Ew. Hôm qua con cái ông bác sĩ ông hỏi con là cái cây ở trên cái cây ông có cái con gì, con thấy cái con đó con mèo à. Con mèo của ông màu gì vậy? Màu green. Con mèo của ông màu gì? Màu green. Màu xanh hả? Cô con mèo nhà mình màu gì? Mèo black. Màu đen hả? Con mèo nhà mình tên gì? Mèo nhà mình tên gì? Mèo nhà mình tên Bua. Bua. No cat. Con mèo nhà mình tên cát hả? Tao quýnh nó một cái nè, con này nó giỡn mặt cái nữ lắm nè. Con mèo nhà mình tên gì? Tên Kỳ Lất. Kỳ Lất. Trời ơi. Đó, cô chú thấy cái mua cái miếng này được không? Nó ngồi dưới đây nó chơi, mùa đông mùa kia nó không có lạnh bằng cái này thiển lạnh hơn, cái này thiển êm. Em ái cái chân nó nữa, quá chơi thèm chứ. Từ bữa mua về là quá chơi, đây có cái chỗ chơi giống như cái này cái chỗ của nó vậy đó. Cái xong nó chơi chán cái này lại qua bên đây. Đây, ngồi đây, hắn vẽ. Đó, chơi hắn vẽ. Ngày nào, ngào nào cũng vậy, ngày nào cũng vẽ vờ, vẽ vời rồi vậy đó. Bi da bi da bi da bi da bi da bi. Trời ơi, bữa nay là biết thêm một tiết mục gì nữa kêu cô chú. Bữa nay là biết thêm một tiết mục tự tải game trên điện thoại. Trời đất ơi. Ngọc đi về cái chồng Ngọc nói ăn chay, nó mới tải một đống game. Cái nó ủa sao biết đường tải. Chồng Ngọc nó hy vọng là nó đừng mua cái game mà phải trả tiền. Ủa mà sao tại sao con biết download được game vậy? Because mẹ. Mẹ con nằm con thấy mẹ làm cho con rồi con học theo phải không? Dạ không mẹ, con học theo. Con học theo sao con biết tự động tải game trên app về? Hay dữ rồi.
mà nó có muốn mua nó cũng mua không được nữa, tại vì phải cái mua đó là phải nhập thẻ, nhập đồ, nhập ấy vô nữa, nó nói vậy cho thôi chứ còn nó không bao giờ nó mua được đâu. Nó chỉ nhập cái game nào mà miễn phí được thôi. Nó thấy cái game nào mà có số tiền á, nó nói mẹ con muốn mua này. Ai nó nói con mẹ con muốn trả tiền để mua cái này. Con chay này chắc ăn đập hay sao á. Very good. Very good. Này nghe. Hát cho cô chủ nghe coi. Khuôn mặt bánh này trần sáng giờ chưa có chơi gì. Trần sáng giờ chưa có chơi kissing time này, giờ có chơi kissing time không? Ê không, cái này không có gỡ cái này ra. Cái con này nó ưa khoái gỡ mấy cái thác này ra như nè. Quần áo của nó là cái nào nó cũng bắt gỡ ra hết mấy cái thác này nè. Kỳ lạ nó không? Đeo vô. Rồi bơi đi. Bơi sao? Cái gì? Pants is sour. Sour là sao? Pants is sour. Dạ. Chị chơi game kissing time không? Từ sáng giờ chưa không? Từ sáng giờ chưa không có đã? Không chưa có đã? Sao một ngày phải hôn 100 cái mới đã? 1000 cái mới đã? Sáng giờ chưa có hôn được, không hôn đã nè. Ôi trời ơi, thùng quá thôi á. Coi được không? Thông minh nè. Ôi trời ơi, cái lưng làm biếng nè. Lưng này lưng làm biếng nè. Hả? Tiếng Việt là gì? Tiếng Việt mẹ ơi sao? Mẹ làm sao? Chơi gì? No. Play with me tiếng Việt là gì? Chơi gì? Chơi con. Đúng rồi. Rồi ok, giờ mày xây lên nha. Mày xây cái đó là cái biệt thự nha. Ok. Nói tiếng Việt. Ồ cái đó là fishy hả? I get to eat it. Nè cái đó là không?